U này nó là một trong ba oxit tại thành phố Thuận An anh chị. Oxit 1, oxit 2, oxit 3. Này là khu nhà giàu anh chị ha. Và rất là an ninh. Hiện tại là Lộc vừa qua một cái cổng. Cái cổng thì phải có người bảo lãnh thì mới vào được anh chị. Và cũng như là khi mà mình vào rồi á thì sẽ có bảo vệ đi theo dõi mình anh chị ha, cũng như là dẫn đường cho mình luôn đó. Đằng trước á là anh bảo vệ sẽ là dẫn đường mình đến cái ngôi nhà mình cần đến. Nói chung là thứ nhất là vừa đảm bảo về sự an toàn cho chủ nhà, thứ hai là đảm bảo về an ninh trật tự cho cái khu Oasis này anh chị. Đấy, bảo vệ rất là nhiệt tình. Đây căn villa này đúng không, lấy giùm cái cây kia luôn em mày. Cây trong đây nè, trong là giỏ nè. Cho anh kia, anh kia. Thì hôm nay thì cái căn villa này đang rất là khó khăn rồi và rất là thiện chí để mà bán anh chị, nên là Lộc cũng tranh thủ để quay cho chú anh chị ha. Cắm vô luôn, cắm quay anh luôn. Căn này luôn hả Hoàng? Rồi, Lộc giới thiệu sơ cái oxit này anh chị ha. Oxit này có ba cái oxit, oxit 1, 2, 3. Nằm tại trung tâm trong khu dân cư của Việt Sinh anh chị. Khu dân cư Việt Sinh ha. Một cái trung tâm rất là sầm uất tại là thành phố Thuận An, phải nói là sầm uất nhất luôn. Và vị trí thì cũng như là cách ngay chỗ là siêu thị Aeon là tầm khoảng là 1 km thôi. 1 km đổ lại. Bây giờ là Lộc đang trong thời gian đợi chủ nhà cũng như là để nắm được cái thông tin cụ thể hơn để giới thiệu cho cô chú anh chị. Sao Hoàng? Chờ chị không gọi chị Trang mà chị đang bận. Là cái nhà nào ta? 1030. Nhà này luôn hả? Cái này tại cho thuê nên người ta không có làm tiểu cảnh ở phía trước. Đang cho thuê hả? Ở đây thì cho thuê 1 tháng là dao động sao ta? Gần 3 đô. 1.300 đô. 1.300 Chờ đô. chờ chút em xác nhận lại thông tin. Này là tỷ giá là 24. $31.200.000 một tháng anh chị. 31.200.000 ha. Khuôn viên thì ở Oasis nè anh chị nhìn thấy nè, thì đường rộng rãi ha, có vỉa hè, có cây xanh, rất là mát luôn. Cây này là giống cây vối của ta, cây vối hả anh? Cây ngọc lan, Ngọc lan, ngọc lan. Cây này lá rụng dữ không anh? còn lá hơi ít mà thơm lắm, Thơm lắm hả? hoa thơm lắm, Em chưa thấy hoa nó ta, hoa nó là sao ta? nó thơm, nó trắng trắng lắm, Hoa đó hả? vâng, nó trắng, thơm lắm, nhưng mà lá Thơm. này nó rất vàng, nó rụng, Rụng ít đúng không? Ở trong đây là có khu tiện ích hồ bơi hay là bơi, hồ sân bơi tennis hay có hồ là bơi với sông gym. phòng gym, đá bóng, đồ Đúng tennis rồi, rồi này, bóng chuyền, bóng chuyền không, có khu bóng rổ nữa, hội hội trường để mà tổ chức hội nghị hay gì không ta? có hồ bơi, đi hồ bơi. Với hồ bơi. Đó, anh chị nhìn thấy nè, đường mình rất là sạch sẽ ha, bởi vì ở đây là sẽ có nhân viên để mà quét dọn hàng ngày sáng trưa chiều đó, nên là rất là vệ sinh đó, cũng như là công viên hoa viên nè được chăm sóc từ cây cỏ cho đến cây xanh đó, được tưới, được bón phân đó, nên là anh chị nhìn thấy không, cái mảng xanh nó rất là tuyệt vời, rất là tốt đó. Thì hôm trước thì Lộc có quay một cái căn oxit đó anh chị đó, một cái căn oxit là 9 tỷ 600 triệu,
Bán rồi anh chị, trong vòng 2 ngày đã bán rồi. Thì hôm nay là cái căn thứ hai trong Oasis, Lộc sẽ quay ha. Đó, thì ở đây là hiện tại là đang làm việc chủ nên là cũng hơi lâu ha, hiện tại là đang cho thuê nên cũng bị hạn chế. À mở cửa hả? Rồi bây giờ Lộc sẽ vào giới thiệu cho anh chị ha. Đầu tiên thì Lộc sẽ xem cái diện tích cho anh chị. À, diện tích thì ở đây nó có mấy thửa. Rồi Lộc sẽ báo lại cho anh chị cụ thể về diện tích ha. Đó. Hoàng đâu ta? Hoàng ơi. Cúp điện hả? Rồi. 20 triệu một tháng thôi. À 20 triệu một tháng. Rồi Lộc xin đính chính lại là 20 triệu một tháng nha anh chị, không phải là 32 triệu ha. Đây là ngang dài nhiêu Hoàng? Ngang 10 sâu 30, tổng là 300 mét thổ cư. À, 300 mét vuông là full thổ cư luôn. Đấy. Là hiện tại là cái ranh của mình ha. Cái ranh của mình sẽ là từ cái hàng rào ở đây. À, từ cái hàng rào này đó, đổ sang cái hàng rào bên đây là 10 mét anh chị ha, dài là 30 mét đó, dài 30 mét ha. Phía trước mình thì có một vài cây xanh tiểu cảnh thôi, thì ở đây là đang cho thuê nên là không có đầu tư về bonsai cũng như là cây xanh nên là hạn chế ha. Còn bóng mát mình đã có rồi nè, những cái cây cao vua nó cao to rồi đó. Rồi mấy cái cây ăn trái nè cũng sơ bộ ha. Linh quay được rồi đúng không? Hả? Linh quay được rồi đúng không? Sao sao? Ý là Linh quay được rồi đúng không? À, chờ xíu mình bật cái điện. À. Hiện tại là đang đợi bật điện anh chị. Ở đây là toàn bộ là đã có nội thất rồi. Mình về là chỉ đi ở thôi. Khu động này ở rất là an ninh nên là anh chị nào mà muốn sự yên tĩnh nè, muốn sự an ninh cho gia đình là về đây là rất là phù hợp. Ở đây là con cái là anh chị là cứ để đi chơi thoải mái luôn, không phải sợ vấn đề là quan ngại khác anh chị ha. Đó, thì thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài sau trước đi. Đó. Ranh mình đây ha. Ở đây là mẫu đồng bộ nè anh chị. Và mình cũng có thể là xin phép để mình thay đổi ha, thay đổi về kết cấu. Đó. Nhưng mà không thể thay đổi toàn bộ nha anh chị, chỉ thay đổi là một vài kết cấu cũng như là ví dụ như là hành lang lan can hoặc là cửa nẻo rồi màu đó, chứ mình không được thay đổi là hiện trạng xây dựng anh chị ha. Đó, rồi ranh mình sẽ đến đây nè, phía sau mình sẽ có một cái khu chung cư nè. Đó, đây là một cái kho ha, khuôn viên. Đang đợi bật đèn lâu quá. Lâu quá anh chị thông cảm cho Lộc nha. Nãy nói cây ngọc lan đúng không? Ê, anh ơi. Đây thì anh xem một vòng rồi. Xong hết rồi, giới thiệu cho anh chị xem hết. Anh chị đang phấn khởi để mà vào ngôi nhà mà chưa vào được. Đang nôn vào ngôi nhà mà chưa vào được. Căn ở Oasis nè, Lộc đăng trong vòng 2 ngày đã bán liền anh chị. Và kể cả cái người mua nha, nằm cạnh bên Oasis luôn, thì anh chị sẽ đánh giá được là cái mức độ mà một mức độ mà sinh sống và an cư lạc nghiệp ở đây nó tốt như thế nào rồi. Bởi vì người dân địa phương cạnh bên Oasis luôn, người ta vẫn đặt niềm tin với Lộc là mua trong vòng 2 ngày thôi anh chị. Đó, bây giờ là căn thứ hai. Mắc điện luôn hả?
Thôi chắc tạm thời khỏi điện luôn cho rồi. Mà có cần không? Có cần người phải về không? Nhưng mà chắc để Thôi bây giờ Lộc giới thiệu luôn ha, bởi vì là hiện tại là điện không biết là xử lý như thế nào mà lại không có điện nè, chủ ngôi nhà chủ không có nhà chủ nữa giao chìa là khóa cho mình không chứ chủ ngôi nhà cũng không biết bật ở đâu anh chị. Rồi thì căn nhà mình đây là hiện trạng của phòng khách ha, nói chung là cho thuê nên là cái nhà hơi bị bồn xíu, anh chị thông cảm ha. Thì mình về mình dọn dẹp mình làm lại là nó ok thôi. Và video thì nó cũng hơi tối thì mong quý cô chú anh chị thông cảm luôn. Nội thất ở đây là để lại hết đúng không Hoàng? Nội thất là để là hết đúng không? Hay là của người thuê? Của người thuê hả? Vậy là để lại cái gì ta? À. những cái gắn vào tường Như như những cái bàn cái sofa này là của người thuê hay là chủ ta? của mình Của người thuê hả? nhận À. Vậy là ở đây là những nội thất cơ bản ha, là sẽ để lại. À, còn những nội thất mà di động sẽ là của người thuê nên là sẽ trả lại anh chị ha. À, bên này mình sẽ có một cái tủ tivi nè, tủ tivi ốp tường ha, lên tới trần luôn nè, để được rất là nhiều đồ ấy à, anh chị ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ xuống phòng bếp. À, ở dưới cầu thang mình cũng có tủ nè. À, phòng bếp mình nè. Phòng bếp mình công năng tương đối là rất là nhiều anh chị ha. Máy hút hơi, hút mùi, hút bụi nè, hút khói nè, lò sưởi, bàn bếp. Rồi tủ kệ ha. Tủ kệ này thì hàng chất lượng anh chị. Đó, tủ kệ này hàng chất lượng ha. Đó. Rồi phía sau này là sẽ là một cái không gian, cái kho hồi nãy nè Lộc giới thiệu nè anh chị. Đó, đây là cái kho ha. Thì để vật dụng để xe đó. Đó. Rồi ở đây mình sẽ có nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh nói chung là thiết bị nó giống y một cái khách sạn cao cấp anh chị đó, những cái thiết bị vệ sinh đều là những hàng chất lượng ha. Ánh sáng hơi bị hạn chế nên là không biết là video anh chị có nhìn rõ được hay không. Rồi bây giờ mình sẽ lên tầng 1 anh chị ha. À, cái nhà này thì đây là lần đầu tiên Lộc bước vào luôn nên là có những thứ mà Lộc sẽ không có kiến thức, cũng không có thể là chia sẻ hết được cho cô chú anh chị, thì mong cô chú anh chị là cũng thông cảm cho Lộc về cái kiến thức và cũng như là những gì mà thiếu sót trong cái video thì mong anh chị cũng thông cảm bỏ qua cho Lộc ha. Đấy, ở đây thì bước lên cầu thang thì mình sẽ có một cái không gian mở. Kéo được kéo trên kéo trên nữa. đấy, bước lên cầu thang thì mình sẽ không gian mở ha và mình sẽ ra được cái phía bên ngoài ban công đấy, phía bên công ha. Thì hồi nãy Lộc đi bên dưới nè, đấy bên dưới ha. Đó. Cây xanh mát mẻ luôn, quá trời đẹp. Rồi tiếp theo đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè anh chị. Đó. Đó, phòng ngủ thì rất là rộng anh chị ha, công năng tiện ích rất là nhiều, giường tủ ghế rồi bàn trang điểm rồi tủ kệ tivi rồi bàn làm việc đó, và một cái không gian mở anh chị ha. Đó, cửa mở lớn nè, mà cửa chính ra ngoài ban công nè, phía trước mình sẽ có ban công luôn nè, nhưng mà cái ghế này nó bị che lại rồi, ghế là một ghế da nè anh chị, khả năng là ghế da bò hay da gì nè, nhìn rất là xịn nè. Đấy, tủ kệ, không gian mở, tủ quần áo. Rồi đây là phòng tắm. Không, chắc là Lộc phải bật cái đèn flash lên xíu. Đây, phòng tắm mình sẽ có phòng tắm riêng và bồn tắm riêng, đó, thiết bị vệ sinh đầy đủ và rộng rãi anh chị. Đây là một cái kính rất là to luôn nè. Đấy, tối quá, anh chị thông cảm ha. Rồi bên đây sẽ là phòng ngủ thứ hai nè. Đây à, đây là phòng làm việc rồi chứ không phải phòng ngủ rồi đó. Một cái không gian làm việc rất là rộng rãi anh chị ha, và mình có thể là
tận dụng mình làm phòng ngủ luôn đó. Còn nếu mà làm phòng làm việc thì ở đây à, đây có không gian mở luôn nè à. À, được rồi. Okay. Rồi đây có tủ kệ quần áo nè, này là khả năng là chắc là để giấy tờ rồi ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lên tầng thứ hai ha. Cái gỗ này nó đen mung mà không biết gỗ gì luôn anh chị, gỗ đen mung à. Gỗ này chắc xịn nè anh chị ơi. Nói chung kết cấu của ngôi nhà này thuộc trong Oxit này thì hầu như là rất là đảm bảo về chất lượng anh chị. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này thì chắc là không ai ở rồi nên là trống trải ha. Ở dưới là lót gỗ Indo anh chị ha, chống thấm chống mọt đó. Rồi cầu thang thứ hai thì cũng có không gian mở nè, ra được ban công nè. Rồi ở đây là phòng ngủ thứ tư nè. Cái phòng rất là rộng anh chị và không gian mở, một cửa lớn nè, hai cửa nè, hai cửa sổ nhỏ nè, đó rất là rộng rãi và cái không gian rất là thoáng ha anh chị ha. Ở đây thì có giường nè, bàn nè, rồi tủ trang điểm, tủ kệ để đồ đó, tủ quần áo. Tủ quần áo thì nó là trong một cái khuôn mẫu rồi đó. Rồi đây là nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh rất là thoáng luôn, rất là rộng, một cái không gian phòng tắm riêng, một không gian vệ sinh riêng đó, rất là rộng rãi luôn nè. Rất là tiếc khi mà không bật được cái bóng đèn để mà tham quan nó được chi tiết hơn anh chị, khá là buồn ha. Rồi thì đây là phòng ngủ thứ tư phải không? Vậy là mình đã hết rồi, 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Đấy. Rồi ở đây là cái giếng trời anh chị, đó, giếng trời ha. Rồi giếng trời. Rồi thì bây giờ là Lộc sẽ tổng kết lại cho anh chị là thông tin về cái căn villa tại Oxit 2 anh chị ha. Rồi thì diện tích tổng là 300m anh chị, ngang 10 dài 30. Và giá đang rất là ngợp nhưng mà không biết ngợp là bao nhiêu. Hoàng giá nhiêu Hoàng? 9,2 còn thương lượng. 9,2 còn thương lượng hả? À hôm trước bán căn 9,6 này bán căn 9,2 nha. 9,6 ngang 10 sau 18. À 9,6 ngang 10 ngang 18 đúng rồi. Đúng rồi, còn căn này bây giờ là 300m2, đúng rồi. Tốt hơn cái căn kia nên chị, diện tích rộng hơn. Đó. Nhưng mà Lộc cho rằng thì cái mẫu thiết kế và cái công năng thì sẽ chắc không bằng căn kia đâu. Căn kia Lộc thấy công năng nó nhiều hơn. Còn cái công năng của căn này thì hạn chế hơn nhưng giá tốt hơn và diện tích lớn hơn anh chị. Lớn hơn gần 100m2. À, hơn 100m2. Đấy. Rồi. Bây giờ là Lộc sẽ cho anh chị là xem được cái hạ tầng tổng quan ở khu vực này. Cái là Lộc chốt lại cho anh chị luôn ha. À, khu villa Oxit này nằm tòa lạc lại là khu dân cư Việt Sinh thuộc là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Và cái khu villa này đầy đủ tiện ích công năng, ví dụ như là hồ bơi, sân bóng chuyền, tennis, rồi quảng trường đó, rồi các dịch vụ khác như là tập gym đấy. Và hiện tại là ở đây nha thì mình sẽ được hưởng một cái gọi là an ninh rất là tốt, bởi vì ở đây là có bảo vệ là tuần tra 24/24 cũng như là nhân viên dọn rác và chăm sóc cây cảnh rất là tuyệt vời. Mình về là mình sẽ có được một cái không gian xanh và một cái khu rất là an ninh để mà sinh sống cũng như là an cư lạc nghiệp anh chị ha. Mình yên tâm về con cái luôn. Ở đây thì có đưa đón con cái đi học qua các trường quốc tế thì cũng cách đây rất là gần đấy, nên là rất là thuận tiện luôn. Và tiện ích thì rất là nhiều, ví dụ như là mình sẽ cách ngay chỗ là siêu thị Aeon của Bình Dương tầm khoảng là 1 km đổ lại thôi, và cũng như là các bệnh viện lớn anh chị đó. Rồi hiện tại là căn
Villa này có diện tích là 300 m², hiện tại là đang có mức giá là 9.200.000.000 anh chị ha. 9.200.000.000 là một cái mức giá rẻ hơn cái căn Lộc đã giới thiệu. Với diện tích là 200 m² mà 9.600.000.000 đó, tại Oxit 1 anh chị ha. Ở đây là Oxit 2. Thì anh chị cảm thấy là cái căn này phù hợp với lại nhu cầu của anh chị thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc. À quên nữa, hiện tại là này là đang cho thuê với dòng tiền là 20.000.000 trong một tháng anh chị ha. Đó, rồi anh chị cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu, phù hợp vị trí, phù hợp mục đích thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc để mà Lộc đàm phán về giá nè, rồi pháp lý giấy tờ nè, rồi giúp cho anh chị giao dịch tốt hơn nè, tránh được cái rủi ro trong cái giao dịch anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật lành lành và hạnh phúc.